Hello, chào các bác nhé, chào tất cả anh em. Hôm nay em lại tiếp tục trở lại với những chiếc quần jean hiệu đến từ Nhật Bản. Ở đây thì có rất nhiều màu, từ màu xanh cho đến những cái tông màu ấm hơn, màu xám, màu bạc, đó, và đen. Thì sau đây em sẽ lên lần lượt từng mã để cho các bác lựa chọn và xem qua kiểu dáng cho nó phù hợp với mình không nhá. Và các bác cũng giúp em khi mà lựa quần thì phải đo chính xác được cái vòng bụng của mình để lựa những cái quần về mình không có phải mất thời gian sửa các bác. Về chỉ việc dùng thôi. Ra những cái quần đây thì thường thường là sẽ có độ mới cũng còn rất là cao. Tuy nhiên thì có một số cái thì ở cái tầm giá thấp thì đương nhiên là độ mới nó không được cao và xuất sắc như những cái quần có tầm giá cao các bác nhé, và nó còn liên quan đến các cái thương hiệu nữa, và em sẽ tiếp tục chi tiết từng cái. Đầu tiên là em sẽ lên một cái mã cho một bác có thể hình cao lớn một chút nhé. Quần này thì có tên hiệu là Atlas, đó, đây có chữ Atlas for men này. Không tìm đến nước sản xuất mọi người ạ. Bác nào có thể hình cao lớn một chút thì lựa cho em quần này. Đây là phía trong của quần đây, đó. Nút là đồng nguyên chất màu vàng. Đồng thì nó sẽ có hai loại đồng các bạn. Thứ nhất là đồng có sắc vàng như này, và một loại là đồng đỏ. Còn ngoài ra thì còn có đồng kim loại quý hơn, đó là đồng đen. Đó, chất denim. Rất là đẹp. Không tìm nước sản xuất luôn các bạn. Duy nhất là một cái tem mạc ở trong đó. Đây là miếng táp phía sau. Đó, có hình người cưỡi chiến mã đây. Thương hiệu này thì em nghĩ là một thương hiệu của nội địa Nhật. Đó, các bác có thể xem thiết kế của hai túi quần. Quần này thì sẽ có mã là K68 này. Vòng bụng là 100 nha bác nhé. Đấy, vòng bụng 99 100. Đùi là 66 à. Chiều dài là 116 cm. Ống là 22 các bạn. Đó. Đương nhiên là cái chiều dài và cái vòng bụng nó lớn như này thì cái ống của nó cũng phải tương xứng với một cái chiều cao và một cái trọng lượng như thế. 150k nha các bác nhé. 150k cho quần này. Chuyển khoản đủ giao lưu bao ship các bác. Em lên thêm một mẫu quần chất chất co giãn nhẹ. Đó, chất co giãn nhẹ của hiệu Uniqlo này, hiệu Uniqlo hàng đầu của Nhật Bản luôn. Quay gần thì nó sẽ có màu hơi sáng một chút mọi người, nhưng mà ở xa thì nó thật màu hơn, màu nó rất là xanh, còn khá là đẹp quần này. Đó, nút là thép không gỉ, hiệu Uniqlo hàng đầu Nhật Bản đây, một thương hiệu mà được rất nhiều người ưa thích. Đó, chất vải denim rất đẹp. Quần này thì tính chất là quần này không phải quần co giãn mọi người, không phải co giãn, không phải chất co giãn, tức là chất denim truyền thống. Đó, Uniqlo chin. Đây là phía sau của quần này, không phải quần co giãn.
Đó. Quần này sẽ có mã là K65 này. Vòng bụng 88 nha mọi người. Đùi là 54, chiều dài ống à, chiều dài của toàn quần là 100. Đó. Ống là 18. Đó, ống 18 này. Ống 18. 210k cho quần này nhé, 210k. Chuyển khoản đủ giao lưu và ship anh em. Em lên một quần màu đen. Đó, ở xa thì đây nó mới thật màu các bác nhé. Ở xa thì nó rất thật màu. Quần này là quần jean rách. Đó, hay còn gọi là bò rách. Thiết kế là rách gối. Đấy, quay gần thì nó ánh sáng thì nó sẽ bạc bạc như vậy. Nhưng mà thực tế ở xa thì nó rất là đẹp. Là chất co giãn, đây là một quần chất co giãn. Đó, thiết kế rách gối này, rách hai bên gối. Đây là phía sau của quần này. Đó, phía sau của quần. Miếng táp có chữ Endenim. Đó, miếng táp. Táp là táp giấy, dạng là giấy cao cấp như như là cái táp của hiệu Levi người ta hay sử dụng các bác nhé. Chất liệu như thế nên nó rất là bền và dai luôn. Có duy nhất một đinh tán ở phía sau hai túi hậu. Đó. Bên trong của quần này. Đó. Nút là nút thép không gỉ. Đây là tem quần. Đó, xuất qua rất nhiều thị trường luôn. Như châu Âu, Mỹ. Rồi là trong đó có cả Nhật Bản. Chất co giãn nha mọi người. Độ mới còn rất là cao. Bác nào đang anh em nào đang kiếm một chiếc quần jean thì lựa mẫu này. Mã K58 này, bụng 93. Đùi là 56. Dài là 104, ống 16. Sản xuất tại Bangladesh, xuất Nhật. Đó, chất co giãn 190k cho quần này, chuyển khoản đủ giao lưu bao ship anh em nhé. Lên thêm một quần nữa cho bác nào mà có thể hình cao lớn, vòng bụng lớn này. Đó, quần này vòng bụng rất lớn nhá, bác nào vòng bụng lớn thì lưu ý cho em quần này. Vòng bụng rất lớn luôn. Quần này thì độ mới còn rất cao và chất denim đẹp lắm quá nhé. Ống cũng khá là rộng dành cho bác nào có thể trạng cao lớn thì mặc rất là thoải mái dễ chịu. Đây là phía trong của quần nhé mọi người. Đó, nút đồng này, nút đồng đỏ. Đó, tem thì có duy nhất một cái tem này thôi. Duy nhất một tem này. Chất denim rất đẹp luôn. Độ mới còn khá cao. Đây, nhìn cái túi này là biết người ta dùng rất ít rồi. Đó, quần này thì có tên hiệu là Fades này. Đó, Fades denim. Phía sau của quần nhé mọi người. Đó, mọi người xem hai túi hậu phía sau của quần. Đó, dành cho những bác có vòng bụng lớn nhé. Vòng bụng lớn. Mã của quần này là K67 này. Bụng trên 100 ạ. Đó. 105 nha các bác. Đối với quần jean ấy thì mỗi một size nó sẽ có cái khoảng cách từ size nọ size kia là 2,5 cm nha mọi người. Là 2,5 cm. Đây là vòng bụng 105 cm. Đùi là 68 này. Chiều dài là 106 cm. Ống là ống 23 nên là rất rộng rãi cho những bác có thể hình cao lớn thì mặc nó phù hợp với cái ống như này. 150k thôi.
Đó, 150k chuyển khoản đủ giao lưu ship mọi người nhá. Lên một quần gam màu nóng cho anh em trẻ. Đó. Đây là một quần chất denim mà rất phù hợp với anh em trẻ. Màu này thì được rất nhiều anh em ưa chuộng. Chất denim không có giãn nha anh em ơi. Không có giãn, quần này không có giãn. Quần này. Đó, phía trong của quần nhá. Đó, nút đồng đỏ. Đây có tem bằng ký tự tiếng Nhật. Tem bằng ký tự tiếng Nhật. Không phải là chất co giãn. Nói chung là tên hiệu thì rất là khó đọc luôn. Qua qua antit đó, tên hiệu của nó qua antit trên dập ở trên trên nút quần. Đây là phía sau, phía sau mã quần này là K60 này, bụng là bụng 81, đùi là 52, dài là 93, đó chiều dài khá là ngắn. Ống là 16 nha mọi người. Đó, 190k cho quần này cho anh em trẻ nào. 190k chuyển khoản đủ giao lưu ship anh em nhé. Em lên thêm một mã nữa dành cho các bác hoặc anh em thích mà có những cái quần mà chất liệu cực kỳ mát nhé, thì sẽ lựa chọn quần này. Vừa đẹp mà vừa mát. Bởi cái thiết kế sợi của nó, tính chất sợi của nó rất là mát luôn. Mặc dù là cũng là cốt tông, cũng là chất denim, nhưng mà do cái cách dệt của cái nơi mà sản xuất vải jean, thì cái quần này là một cái thiết kế dệt vải rất là mát luôn. Đó, đây phía trong của quần này. Đó. Quần này thì nó thiết kế ở trong quần dệt nó sẽ như này. Đó. Cho nên là rất là thoáng mát luôn, rất thoáng mát. Chứ nó không dày như chất denim kia mọi người nhé, không dày như chất denim truyền thống kia. Cách dệt như này thì nó rất mát, các cái sợi nó cực kỳ là thoáng mát. Nên những bác nào mà lựa quần này thì vẻ bề ngoài đã rất là đẹp rồi, nhưng lại thoáng mát nữa thì quá tuyệt vời. Và đặc biệt đấy, cái độ mềm của vải đó, nó sẽ giống như vải đũi, đó giống như chất vải đũi. Nên là mặc nhìn rất là chất luôn. Quần này nó lại là của thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, rất nổi tiếng. Đó, một quần hàng hiệu Uniqlo Nhật Bản, sản xuất tại Nhật Bản. Phía trong này có dây nhé mọi người. Đó, phía trong có dây buộc này. Quần này nếu vừa bụng thì các bác cũng không cần phải dùng dây lưng. Còn nếu như mà dùng dây lưng cũng được, các bác có thể sử dụng dây. À, nhân tiện thì nhà em cũng vẫn đang có dây lưng cho quần jean nhá. Anh em nào các bác muốn mua dây lưng quần jean thì hỏi mẫu, thì em sẽ đang có một vài mẫu quần jean, dây lưng để các bác và anh em lựa chọn nhé. Đó, quần này, một cái quần rất là thoáng mát này, sẽ là mã là K45 này. Bụng là 92, đùi là 62, dài là 98 nha mọi người. Đó, độ dài thì là 98. Ống là 17 ạ, sản xuất tại Nhật Bản, thương hiệu của Nhật Bản. 230k cho quần này, chủ hàng đủ giao lưu và ship mọi người nhé. Em lên tiếp một quần màu xám cho anh em trẻ này. Một quần màu xám chất co giãn nha mọi người. Một quần màu xám chất co giãn. Đó, tên hiệu của nó là Impai, hiệu Impai. Quần màu xám trắng chất co giãn, xám bạc.
Đây là phía trong của quần này. Đó. Chất co giãn nha mọi người. Đây, các cái tem. Sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật. Phía trong này. Vải túi. Chất này thì anh em trẻ rất là thích. Đó. Có một cái khuyên được bài trí ở đây. Trông rất là phá cách luôn. Phía sau. Đó, quần này sẽ có mã là K66 này. Bụng là 86, đùi 52. Dài, chiều dài quần là 107 cm. Ống là 17. Sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật. 150k nha mọi người, 150k, chuyển khoản đủ giao lưu bao ship anh em. Nói chung ở cái tầm giá này thì nói chung là nhà em nhập hàng về nó đã cao, cho nên là ở tầm giá này gọi là giá giao lưu khi anh em chuyển khoản bao ship thì cũng chỉ là ở cái gọi là thu hồi vốn rồi, chứ còn không có được lời mấy nha mọi người. Mong mọi người thông cảm, chứ cũng nhà em nhập hàng thì rất là cao. Lên thêm một quần màu xanh màu tràm cho anh em, chất co giãn này cho anh em trẻ. Đó, chất vải rất là đẹp luôn, hiệu Uniqlo nhé mọi người, hiệu Uniqlo hàng đầu Nhật Bản. Đầu gối thì được hãng mài bạc hai đầu gối. Đó. Hiệu rất lớn, hiệu Uniqlo, chất co giãn. Đó, nút là đồng chất liệu đồng đỏ này, phủ sơn sơn đen. Đó. Nói chung là những cái hiệu như này đến từ Nhật thì không phải bàn về chất liệu của nó rồi, bởi vì họ sản xuất ra là hàng phải chất lượng rất cao, ưng ý khách hàng thì họ người ta mới đưa ra thị trường nha mọi người. À, tem này Uniqlo Nhật Bản bằng cả ký tự quốc tế tiếng Anh cũng như là ký tự Nhật Bản, luôn rất uy tín thương hiệu này, rất nhiều người săn đón thương hiệu này. Uniqlo chất co giãn này. Đó. Mã của quần này sẽ là K64 này. Bụng là 83, đùi 52, dài 106, ống là 15. Đó, chất co giãn. 130k cho quần này, chuyển khoản đủ giao lưu bao ship anh em nhé. Thêm một quần màu xám. Màu xám chất này cũng là chất co giãn nha mọi người, chất co giãn, độ mới còn rất là cao luôn. Quần này độ mới còn cao lắm. Mua quần này nếu các bác hoặc là anh em mặc đi chơi không ai nghĩ đây là quần đã qua sử dụng đâu, vì độ mới còn rất là cao luôn. Màu xám rất đẹp và mới. Đây là phía trong của quần. Đó. Đó, nút này, nút là thép không gỉ, chất denim co giãn nhẹ. Đó. Riêng cái quần này màu nó nhìn nó đẹp rồi. À, tem này, và mới con luôn nhá. Người ta xài vài lần thôi mọi người ạ. Xài vài lần thôi. Đó. Đây, ở đây có chữ Kinifit này. Cúp pi Malente. Điều đó có nghĩa là cái quần này này là nó của thương hiệu H và M đấy mọi người. H X M N à X N M đó, thương hiệu này là thương hiệu của Nhật, của Vương quốc Thụy Điển nhé mọi người. Đó, của Vương quốc Thụy Điển. Sản xuất tại Bangladesh. Đó. Thương hiệu này thì cũng rất nhiều người ưa chuộng rồi. Nó thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu của Thụy Điển. Sản xuất tại Bangladesh, xuất Nhật nha mọi người. Đó. Mua quần này thì không khác gì mua mới luôn, vì độ mới còn rất là cao.
Đó, thiết kế túi hậu thì sẽ duy nhất có một đinh tán ở phía sau. Mã của quần này là K16 à. Đó, K16. Bụng K61. à, xin lỗi. K61. Bụng là 83. Đùi 52. Dài quần là 110 à 101 cm. Ống 15. Sản xuất tại Bangladesh, xuất Nhật. Chất liệu co giãn. 190k mọi người, 190k chuyển khoản đủ giao lưu qua ship mọi người. Lên một em quần jean màu loang, đó, quần jean màu loang rất là đẹp luôn này. Quần này độ mới còn rất là cao. Dành cho anh em trẻ nhá. Quá chất quần này luôn này, đó. Đây có chữ Mendet này. À, Med Mendet 1041. À, phía trong độ mới còn rất cao. Đó, quần là sử dụng nút nha mọi người. Đây, sử dụng nút. Đây, phía trong của quần đây. Chất đồ denim cổ điển nhá, không phải là chất co giãn. Đó. May thì phải nói là thiết kế rất là phức tạp. Thiết kế của quần này rất phức tạp luôn. Nói chung là phù hợp với phong cách của anh em trẻ. Đó. Rất đẹp luôn ạ. Đó, mã của quần này sẽ là K59 này. Bụng là 82. Đùi là 54. Chiều dài là 106. Ống là 18. Sản xuất thì chỉ ghi là PRC thôi. PRC thì không biết là quốc gia nào. Đó, vấn đề là không biết quốc gia liệu có phải là Campuchia không thì không biết nha mọi người. Độ mới là rất cao. 250k nha mọi người. 250k. Ghi ký tự tiếng Anh thì chỉ có mỗi PRC là nơi sản xuất. Cho nên là không biết là nó là nước nào nha mọi người. Chịu, không thể dịch được luôn ạ. Chuyển khoản đủ giao lưu và ship anh em nhé. Tiếp tiếp một quần màu xanh đen ạ. Đó, quần màu xanh đen rất đẹp luôn mọi người nhé. Quần màu xanh đen. Đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức. À, miếng táp da bên cạnh túi để quẹt zipper. Táp da bò, da bê non. Đây là một thương hiệu nổi tiếng của Đức nhé mọi người. Sản xuất tại Hy Lạp. À, sản xuất tại Hy Lạp châu Âu. Phía đĩa quần thì sẽ có hai lượt, một lượt đĩa nhỏ bên trong và một lượt đĩa to bên ngoài. Tức là mọi người có thể sử dụng với loại dây lưng có tiết diện nhỏ và dây lưng có tiết diện lớn hơn kiểu phù hợp nha mọi người. Đó, mọi người nhìn lại nhá, cái miếng táp da bê non đây, phía trong quần này. Đó, chất denim truyền thống nha mọi người, chất denim truyền thống không phải co giãn. Thương hiệu của Đức. Ader Ader Neuer. Mà chỗ này là cái mỏ neo. Đó. Thương hiệu của Đức. Thương hiệu này đây, ở đây nó ghi này. Thương hiệu này ra đời từ năm 1876 à. Đó. Khá lâu à, hơn một thế kỷ rồi. Thương hiệu của Đức, sản xuất tại Hy Lạp. Đó, phía sau à có cái logo và tên hiệu của hãng, logo mỏ neo rất là đẹp. Độ mới còn khá cao nha các bác ơi. Đây là tem này. Đó. Sản xuất tại Hy Lạp đây mọi người nhé. Made in Greece này. Đó, Hy Lạp.
Quần này có mã là K55 này, bụng là 99 nha mọi người. Đó, bụng 99 100 mang vừa này. À mang vừa cái quần jean này. Đùi là 61 này. Chiều dài là 113, chiều dài khá là dài nha mọi người. 113. Ống là trên 20 một chút, chưa đến 21 rồi ạ. 190k nha mọi người. 190k. Sản xuất tại Hy Lạp, xuất Nhật, chuyển khoản đủ giao lưu và ship mọi người nhé. À xin lỗi, đây quần này là có một chút gọi là nó cũng là chất co giãn nhẹ mọi người, chất co giãn nhẹ đấy chứ không phải là denim truyền thống đâu, tại vì tay sờ vào thì cái cảm giác nó chưa chuẩn, chất co giãn nhẹ nha mọi người. Em lên thêm một quần jean màu xanh xanh bạc này. Đó, thiết kế của nó là đầu gối phía phải, người ta thiết kế rách gối đó, phù hợp với những anh em trẻ và kể cả những bác có tầm độ tuổi trên 40 đến gần 50 thì đều được. Đây là phía trong của quần nhé mọi người. Đó. Nút là thép không gỉ này. Đây là tem của chiếc quần này. Đó. Phía trong quần. Chất co giãn nhẹ. Đó. Tên thương hiệu của nó đây. American Eagle, có nghĩa là đại bàng ấy, Eagle đại bàng. Đại bàng Mỹ, à, đại bàng Mỹ. Tên đấy là tên hiệu của nó cho mọi người. Đó. Đây phía phía sau của quần. Táp giấy nha mọi người. Phía sau của quần là táp giấy. Đó. Táp giấy chất liệu giống như là chất liệu táp truyền thống của Levi ấy, rất là bền luôn, mặc dù qua sử dụng giặt thì nó vẫn rất là chắc chắn. Đó, mã là K58 này, bụng là 90, đùi là 58, dài là 100, ống 18, co giãn nhẹ 150k, chuyển khoản đủ giao lưu và ship anh em nhé. Em lên một quần có thiết kế bề ngoài rất là nghệ thuật luôn nha mọi người, rất đẹp, dành cho bác nào hoặc anh em có chất văn nghệ sĩ một chút thì đừng bỏ lỡ quần này, bởi vì thiết kế và cách thêu thùa các cái họa tiết ở trên quần thì cực kỳ chất nghệ thuật luôn rồi đó. Quần này thực sự là rất là chất nghệ thuật. Nói chung là một mẫu quần như thế này thì thường là gặp không nhiều mọi người ạ. Thường gặp không nhiều. Đó. Đây là phía trong của quần này. Đó, nút này. Nút là thép không gỉ. Quần này là có tên hiệu là TTKK nha mọi người. Đó. Đây. Tên hiệu của quần này. TTKK. Đấy, ở đây nó có cái cảnh là ở trên sa mạc này, cây xương rồng và những chú lạc đà Nam Mỹ nhé, đặc biệt ở cái vùng vùng Peru ấy, đó, những chú lạc đà Nam Mỹ. Miếng táp phía sau à, đó, miếng táp phía sau là có bức tranh về một cái phong cảnh có những cái chiếc xuồng của người dân bản địa, tức là người Anh điêng ấy, người 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 Anh điêng ở Peru, người ta đang bơi xuồng ở trên cái mặt hồ Titicaca, hồ lớn thứ hai của châu Mỹ và nằm ở trên độ cao trên 3.000 m so với mặt nước biển. Đó, đây là cảnh những người phụ nữ ấy, người phụ nữ Anh điêng trong trang phục rất là ấm áp vì cái khí hậu ở trên cái hồ trên 3.000 m so với mặt nước biển như thế, nó rất là lạnh mọi người ạ. Lúc nào nó cũng tầm 13 15 độ, rất lạnh, nên là người ta phải mặc áo
Đó, Titicaca này. Hiệu Titicaca. Nói chung là nói đến cái vùng đất này thì sẽ rất là nhiều chuyện để mà nói mọi người. Vì những ai mà đam mê về địa lý, đặc biệt là những cái danh thắng trên thế giới thì sẽ biết đến cái hồ Titicaca này. Rất nổi tiếng luôn. Mọi người ngắm lại một lần nữa phía trước của quần nhé. Rất là chất nghệ thuật luôn, đặc biệt những cái họa tiết theo đúng của phong cách của những người dân bản xứ ở vùng hồ Titicaca, nằm giữa biên giới của hai nước Peru và Bolivia. Đó. Mã quần này là K62 này, bụng là 90, đùi là 61 nha mọi người. Dài là 95 này, ống 20. Đó, 210k cho một cái quần phải nói là có chất nghệ thuật cực cao này. Đó, 210k chỉ còn đủ giao lưu anh em và các bác nhá. Em lên thêm một cái quần chất co giãn màu đen, độ mới còn còn khá là cao. Đó, phía trước thì còn rất đẹp mọi người. Đó, phía trước còn rất đẹp nha mọi người. Quay xa thì nó mới đúng màu nó. Đó, quay gần sát để cho mọi người xem chi tiết hơn thì nó lại có màu sáng bạc do ánh sáng của đèn chiếu. À, đây là phía trong của quần này. À, phía trong của quần. Nút này. Nút có hình biểu tượng của châu Mỹ này mọi người. Đó, hình biểu tượng châu Mỹ nhé. Rất rõ luôn, rất đẹp. Phía trong quần đây là tem. Đó. Chất co giãn, đây tên hiệu của nó này, tên hiệu Joseph Joseph F bao này. Đó, Joseph F bao. Đây, có cái logo biểu tượng toàn cầu và châu Mỹ giống như ở trên nút quần nhé mọi người. Phía sau của quần. Đó, phía sau quần. Đây là miếng táp này. Miếng táp và tên hiệu cũng như là logo của thương hiệu luôn. Ở đây thì có vài vết lấm tấm nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến cái vẻ đẹp của quần đâu, không ảnh hưởng lắm tại vì nó cũng cũng có vẻ rất là tự nhiên, cho nên là mọi người mặc quần này thì cũng không ảnh hưởng gì cả, có thể người ta sẽ nghĩ đó là cái tạo tác của hãng nhé. Đó, cho nên là cái quần này cũng sẽ có cái giá rất là phù hợp để giao lưu anh em luôn. Đó, thiết kế túi rất là hay. Đó, phía đây còn một cái túi phụ này, túi phụ và người ta thiết kế may có một cái độ chéo nhỏ. À, rất hay, thiết kế rất hay luôn mọi người. Đó, với cái lỗi vài vết lấm tấm đó nhưng mà trông rất tự nhiên cho em, nó cũng có cái giá phù hợp, mức giá rất phù hợp cho anh em nhé. Mã là K63 này, bụng là 83, đùi là 51 này, dài là 103. Đó, ống là 17, sản xuất tại Trung Quốc xuất Nhật, chất co giãn 130k. Với cái mức giá này thì cũng phải nhắc lại với anh em là nhà mình nhập vào nó đã rất là cao rồi, cho nên ở mức giá này anh em chuyển khoản đủ giao lưu qua ship anh em thì coi như chỉ giá này là giá để mà thu hồi vốn thôi chứ còn không có lời nha anh em nhé. Đó, vui đam mê quần jean thì buôn chơi chơi để giao lưu với anh em thôi. Đó, giao lưu vui chính. Thêm một quần jean nữa, có kiểu dáng và thiết kế rất là đẹp luôn. Quần jean này đến từ nó có tên là 1969 này. Đó. Tên của quần jean này là 1969 của thương hiệu rất nổi tiếng, hiệu Gap này, hay còn đọc là Gap này. Rất nổi tiếng luôn. Thiết kế bề ngoài của quần này rất đẹp.
hợp với nhiều lứa tuổi, có thể từ trên 50 đến những anh em trẻ nhé, đều phù hợp với quần này. Đây là phía đằng sau của quần, miếng táp bằng da bê non kìa, cũng có hiệu 1969. Bây giờ sẽ là phía trong của quần đây. Đó, nút đồng nguyên chất màu đỏ, cũng dập chìm 1969. Đó, chất vải denim truyền thống, rất đẹp, đẹp miễn chê luôn rồi. Đó, từ những cái đinh tán này bằng đồng đỏ nguyên chất, cũng dập 1969 này. Phía trong của thương hiệu nổi tiếng Gap nhé mọi người. Đó, thương hiệu này rất nhiều anh em ưa thích và săn tìm luôn. Đây là những cái tem. Đó, chất liệu cốt tông 100%, mặc mùa nào cũng, mùa hè thì mát mà mùa đông thì ấm áp. Đó, mã là K56, bụng 83, đùi là 56, dài là 102, ống là 18. Đó, sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật. 210k cho anh em nhé, 210k cho anh em và các bác. Chuyển khoản đủ giao lưu qua ship mọi người. Lên tiếp một quần có chất liệu co giãn và độ mới còn khá là cao cho anh em và các bác nhé. Chất vải mỏng các bạn. Đó, chất vải mỏng. Co giãn nhẹ. Màu xanh đen. Đó, màu xanh đen nha mọi người. Đây là phía sau của quần này. Đó, độ mới còn khá là cao. Tiếp đến là phía trong của quần. Đó, nút đây, nút đồng đỏ hiệu hàng đầu của Nhật Bản đây, Uniqlo nhé mọi người, hiệu Uniqlo hàng đầu Nhật Bản. Họ sản xuất ở trong nước thì họ chỉ cung cấp cho thị trường của họ thôi, chứ cũng không có nhiều cái sản phẩm Uniqlo được xuất ra nước ngoài đâu các bạn. Uniqlo ở Việt Nam mình ấy thì là do cái tập đoàn, cái thương hiệu này người ta đặt cái nơi sản xuất ở Việt Nam thì mới có những cái sản phẩm như là quần jean hoặc là áo polo của cái thương hiệu này bán ở Việt Nam thôi các bác nhé. Còn những cái quần như này này thì người ta chỉ có dùng trong nội địa của họ thôi, sản xuất và sử dụng trong nội địa thôi. Còn nếu bên mình mà thị trường mình mà có những cái quần như này chất lượng như này mà bán thì giá sẽ rất là mắc luôn mọi người. Mã là K59 này, bụng là 83, đó, đùi là 54 này, chiều dài là 109 nhé, ống 18, 170k cho quần có độ mới còn khá là cao này. Đó, chất co giãn, chuyển khoản đủ giao lưu và ship anh em và mọi người nhé. Em lên tiếp một quần màu xanh bạc. Đó, quần màu xanh bạc, chất liệu co giãn. Đây là dòng quần jean ống côn nhé mọi người. Quần jean ống côn đến từ một thương hiệu của người Pháp, Gillette này, hiệu Gillette Pháp. Chất co giãn ống côn. Đó, gấu là còn nguyên bản của quần luôn nha mọi người. Gấu còn nguyên bản. Đây là phía trong của quần này. Đó, nút còn nguyên của hãng nhé. Đó, Gillette jean này. Phía trong. Đó, đây có chữ Kinimet này. Dáng quần này phù hợp với anh em trẻ mặc rất đẹp luôn.
Đây là phía sau của quần. Đó. Miếng táp bằng da bê non này. Da bê non. Có thương hiệu Gillette Pháp, một thương hiệu của Pháp. Quần này thì sẽ có mã là K57 này, bụng 79 nha mọi người. Đùi là 48, chiều dài là 102, ống là 14, sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ, xuất qua thị trường Nhật. 170k. Chuyển khoản đủ giao lưu ship anh em mọi người nhé. Thôi, video của em tạm thời kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Giày nhà em thì sắp tới hy vọng là sẽ sớm có để trở lại giao lưu mọi người. Chào mọi người.